Vâng, xin chào quý vị, chào các bạn. Tôi là Phạm Hồng Sơn, chủ tịch công ty cổ phần AC Men. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với một cái chủ đề, đó là quy trình kiểm tra về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp là một cái sắc thuế khá là khó khăn chúng ta trong công tác quản lý về tài chính kế toán, trong quá trình khi lập cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và giải trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở tại doanh nghiệp, thì kế toán thường gặp phải khá nhiều những cái vấn đề khó khăn trong cái quá trình thực hiện cái công việc này. Thế thì hôm nay với cái góc nhìn của cá nhân tôi thì cũng xin chia sẻ với anh chị em làm thế nào để chúng ta khắc phục được những khó khăn, những cái công việc mà thường chúng ta gặp phải những cái sai sót, những cái sai phạm trong cái quá trình khi mà thực hiện công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì cái điều đầu tiên cũng muốn chia sẻ với anh chị em đó là trước khi mà chúng ta thực hiện bất kỳ một cái sắc thuế nào, cái quyền lợi, cái nghĩa vụ của doanh nghiệp chúng ta đối với ngân sách nhà nước, đối với cơ quan quản lý nhà nước, thì chúng ta cần phải nắm rất rõ quy định của văn bản pháp luật hiện hành, để từ đó chúng ta làm chủ được cái công việc của mình, cũng như là làm chủ được các cái quyền lợi, các cái nghĩa vụ của doanh nghiệp, của cá nhân trong cái quá trình khi mà thực hiện các cái công việc này. Thế thì thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn lưu ý đó là có 3 cái cấp văn bản để mà chúng ta cần phải thực hiện, mà chúng ta tra cứu. Cái văn bản cao nhất đó chính là luật. Luật thì được Quốc hội ban hành quy định các cái điều căn bản nhất liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì các bạn hãy tra cứu ở trong cái luật, thì luật thuế thu nhập doanh nghiệp có 3 cái văn bản chính mà tôi xin chia sẻ ở đây. Đó là luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, luật sửa đổi bổ sung năm 2013, năm 2014. Thì các bạn hãy tra cứu chi tiết để chúng ta nắm được cái tinh thần, các cái quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Cái cấp độ văn bản thứ hai đó là dưới luật, chính là nghị định hướng dẫn. Thì nghị định là do thủ tướng ban hành. Thủ tướng ban hành các cái quy định hướng dẫn chi tiết để mà chúng ta áp dụng thực hiện quy định luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Và cái thứ ba đó là thông tư. Thì thông tư đó là cấp bộ ban hành, Bộ Tài chính ban hành các cái thông tư hướng dẫn, luật hướng dẫn nghị định để cho doanh nghiệp áp dụng các cái quy định văn bản pháp luật hiện hành. Thế thì trên cái nội dung mà chúng ta cần phải thực hiện các cái quy định ở các cái cấp độ văn bản như luật, như nghị định, như thông tư, thì chúng ta phải nhìn thấy đó là có rất là nhiều các cái văn bản như này, và văn bản được sửa đổi bổ sung liên tục như thế này. Thế thì chúng ta cũng gặp phải một cái cản trở khá là khó khăn trong quá trình khi mà vận dụng, áp dụng cái văn bản pháp luật hiện hành vào trong doanh nghiệp. Làm thế nào để chúng ta biết được là cái văn bản nào còn hiệu lực, văn bản nào hết hiệu lực? Đấy, đó là một cái điểm mà khá là khó khăn cho những anh chị em khi làm trong công tác về tài chính, kế toán, pháp luật thuế. Thế thì để giúp cho cái vấn đề này được thuận lợi, được đơn giản hóa, thì AC Men có xây dựng một cái ebook văn bản pháp luật. Thế thì tôi xin chia sẻ với anh chị em là cái cách để mà chúng ta làm việc với nhau trên cái ebook này, sao cho anh chị em tra cứu cái hệ thống văn bản một cách thuận lợi nhất. Thì thứ nhất đó là cái ebook về văn bản pháp luật hiện hành. Thì chúng tôi xây dựng cái ebook này, nó được tích hợp trên cái hệ thống phần mềm kế toán AC Men. Khi mà các bạn cài cái chương trình phần mềm kế toán đấy vào, thì cái văn bản này nó sẽ được tự động lốt về máy của anh chị. Và có một điểm nữa, đó là văn bản này được cập nhật thường xuyên, hàng tháng, hàng quý, thì chúng tôi sẽ rà soát tất cả các cái quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Thì nếu như có các cái vấn đề nào mà mới thay đổi thì chúng tôi sẽ cập nhật vào đây. Và bây giờ tôi hướng dẫn anh chị em cái cách để tra cái văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì khi mà tra vào thuế thu nhập doanh nghiệp thì anh chị em bấm vào mục thuế, nó sẽ lốt ra cho chúng ta tất cả các cái sắc thuế. Khi mà chúng ta muốn tra cứu văn bản về thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn vào cái mục thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế sau đó thì ở đây nó sẽ có hai cái văn bản, đó là văn bản hết hiệu lực và các cái văn bản còn hiệu lực. Thì tất cả các cái văn bản hết hiệu lực thì chúng tôi sẽ đẩy vào một cái thư mục để văn bản hết hiệu lực, để từ đó chúng ta có thể muốn tra cứu các cái văn bản cũ thuộc về cái giai đoạn trước, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến một số các cái công việc của anh chị, thì chúng ta có thể vào đây tra cứu. Thế còn cái điều thứ hai đó là gì? Trên hệ thống văn bản như thế này thì đầu tiên là bạn vào luật. Luật thì tất cả các cái luật thuế thu nhập doanh nghiệp chúng tôi sẽ cập nhật vào đây. Cái thứ hai đó là nghị định. Cái thứ ba đó là thông tư. Đấy, vậy thì các cái văn bản mà được cập nhật mới, các cái văn bản đang áp dụng cho doanh nghiệp, thì thay bằng các bạn phải lên web để các bạn tìm xem là cái thông tư nào, cái quy định nào, thì các bạn có thể vào đây để các bạn có được sẵn hệ thống hóa để giúp cho các bạn khi mà tra cứu hệ thống văn bản pháp luật một cách nhanh nhất, tốt nhất.
các bạn lưu ý đó là gì, khi mà các luật sửa đổi bổ sung cho nhiều luật thì tất cả các cái thứ mà bạn tra cứu mà không thấy ở trong cái mục, ví dụ như là có một cái luật sửa đổi cho cả luật quản lý thuế, luật cả thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thì bạn không tra cứu mà thấy ở trong luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó sẽ nằm trong cái mục luật quản lý thuế. Vâng, thì đấy là tôi cũng muốn xin chia sẻ với anh chị em là cái cách để chúng ta tra cứu về văn bản, hệ thống văn bản pháp luật. Thì ở cái mục này cũng muốn nhấn mạnh với anh chị em rằng chúng ta không ai học thuộc được luật cả, mà chúng ta cần phải có một cái phương pháp, có một cái tư duy, cái cách thức để chúng ta tra cứu, chúng ta hệ thống để chúng ta biết được cái việc mà chúng ta đang làm nó nằm ở cái văn bản nào, và chúng ta đọc ở trong cái văn bản đó, chúng ta tìm, chúng ta viện dẫn, trích dẫn chính xác cái điều đó nó quy định ở cái việc mà chúng ta đang tra cứu đấy nó cụ thể là gì, để từ đó chúng ta làm chủ được cái quy định của pháp luật hiện hành, thì nó sẽ rất là thuận lợi cho chúng ta trong quá trình khi thực hiện công việc cũng như giải trình các cái công việc, chúng ta biết được ranh giới đâu là đúng đâu là sai. Thì tôi vẫn hay nói với mọi người rằng khi chúng ta còn đi học ở nhà trường thì thầy giáo của chúng ta là trọng tài, phân định được đâu là đúng đâu là sai và cho chúng ta điểm. Còn khi chúng ta đi làm thì cái thứ mà quan trọng nhất để xác định được đúng sai đó chính là văn bản pháp luật hiện hành. Chúng ta hãy làm chủ được cái hệ thống văn bản để giúp cho chúng ta thực hiện tốt được trong cái công việc của mình. Vâng, tiếp theo nữa thì tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là gì? Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì có một số những cái điểm cũng giống như các cái thuế khác thôi, thì anh chị em cần phải lưu ý giúp tôi. Một, đó là gì? Thu nhập, thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta phải xác định xem là đâu là thu nhập chịu thuế. Thì thu nhập chịu thuế nó được quy định ở trong Điều 3 Luật số 14 năm 2008 và Luật sửa đổi bổ sung của 2013-2014 có quy định như sau. Thì các bạn có thể tra cứu ở trong hệ thống văn bản pháp luật, còn đây tôi trích dẫn ra thôi. Thì thứ nhất đó là gì? Thu nhập chịu thuế bao gồm có các cái thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp của bạn. Và cái thứ hai đó là thu nhập khác. Thì các bạn lưu ý đó là gì? Khi mà các bạn phát sinh cái thu nhập ở tại doanh nghiệp thì hãy tra cứu xem cái thu nhập của chúng ta có nằm trong thu nhập chịu thuế hay không. Cái điểm thứ hai rất quan trọng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thu nhập được miễn thuế. Đây là quyền lợi của doanh nghiệp, cho nên khi chúng ta làm cái công tác quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì các bạn hãy tra cứu cho tôi chi tiết trong 11 cái điểm này nó được quy định rất rõ ở trong luật quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì ở đây tôi cũng không muốn đọc những cái nội dung thông tin chi tiết này, nhưng các bạn lưu ý nằm trong điều 4 của luật số 14 năm 2008 Quốc hội khóa 12 và điểm 3 điều 1 luật sửa đổi số 32 năm 2013 và điểm 2 điều 1 luật số 71 năm 2014 quy định 11 cái điểm, 11 cái mục là thu nhập được miễn thuế. Thế thì khi đó chúng ta thực hiện quyết toán ở doanh nghiệp, chúng ta tra xem là chúng ta cái doanh thu của chúng ta ở trong doanh nghiệp, cái thu nhập của chúng ta trong doanh nghiệp có cái thu nhập nào nằm trong đối tượng được miễn không. Nếu như thu nhập không được miễn thì đương nhiên thu nhập đấy là thu nhập chịu thuế. Tiếp nữa đó là gì? Có một cái điểm mà trong quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp các doanh nghiệp gặp phải khá nhiều sai phạm, đó là chúng ta không xác định được thời gian để tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp. Tôi lấy một ví dụ, đó là đối với cái doanh nghiệp xây dựng thì cái thời điểm để chúng ta tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc là thời điểm chúng ta phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng để tính thuế giá trị gia tăng là cái thời điểm nào? Thì ở trong quy định của luật, trong thông tư hướng dẫn khá chi tiết, thì các bạn xem ở điểm 2 điều 5 của cái thông tư 78 có hướng dẫn về cái thời điểm mà chúng ta cần phải tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy, thì đối với hàng hóa thì đó là thời điểm mà chúng ta chuyển cái sở hữu sang cho bên cái người mua. Đấy. Thế thì đối với cung ứng dịch vụ, đối với hàng hóa, rồi đối với các cái đối tượng khác thì các bạn hãy tra cứu ở đây để chúng ta biết được rất rõ thời điểm. Có rất là nhiều cái quá trình mà khi mà nhân sự không hiểu rõ cái quy định thời điểm tính thuế mà đã đến thời điểm tính thuế rồi. Ví dụ như là một cái doanh nghiệp về xây dựng thì do là kế toán xác định sai cái thời điểm, cái công trình đấy hoàn thành rồi, đã ký biên bản nghiệm thu rồi nhưng vì không thu được tiền cho nên là không xuất hóa đơn, không tính thuế giá trị gia tăng, không tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì khi cơ quan thanh tra thuế họ vào, họ tham chiếu trong quy định của văn bản pháp luật hiện hành thì đã xác định được rất rõ là đã đến thời điểm tính thuế, cho nên là gì? Mà doanh nghiệp không tính thì có nghĩa là đã và đang vi phạm về quy định của pháp luật thuế, dẫn đến
là gì, có đủ chứng cứ để truy thu về cái thuế thu nhập doanh nghiệp cũng như thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp. Cho nên ở đây các bạn cũng lưu ý giúp cho tôi muốn nhấn mạnh đó là thời điểm, có nghĩa là cái thời gian, mốc thời gian mà phải thực hiện nghĩa vụ liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Cũng tương tự như cái video trước tôi cũng có nói về thuế giá trị tăng, đó là các bạn cần phải xác định rất rõ về thời điểm để mà các bạn phải tính thuế giá trị gia tăng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều rủi ro. Một cái điểm nữa tôi muốn nhấn mạnh với anh chị đó là gì? Khi mà chúng ta thực hiện về vấn đề liên quan đến tính thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì có những cái điểm rất quan trọng, đó là doanh thu, chi phí được trừ và thuế suất. Thế thì ở đây các bạn cần phải làm rất rõ trong các cái vấn đề này để chúng ta phải hiểu được đó là gì, cái doanh thu nào là doanh thu sẽ phải tính thuế. Thế và cái chi phí thì chi phí nào là chi phí được trừ, và cũng cần phải phân biệt được rõ ở trong quy định của kế toán là chi phí hợp lý, và cần phải làm rõ trong chi phí được trừ ở trong thuế thu nhập doanh nghiệp cộng với thuế suất của thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì căn cứ vào những cái thông tin căn bản này, những cái thông tin để mà chúng ta xác định lên được cái kết quả hoạt động kinh doanh, cái quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Tiếp theo nữa đó là cái phương pháp về tính thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên cái tỷ lệ. Thì ở đây trong quy định của điểm 3, 4 ở điều 11 theo cái nghị định 218 có hai cái đối tượng sẽ tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp theo cái tỷ lệ trên doanh thu. Thì cái thứ nhất đó là đối với các cái nhà thầu nước ngoài không có cái cơ sở hoặc đăng ký hoặc có cơ sở ở Việt Nam, thì khi mà tham gia hoạt động kinh doanh mà xác định ra được cái thu nhập ở tại Việt Nam thì cần phải nộp cái thuế thu nhập doanh nghiệp ở tại Việt Nam. Thì cái vấn đề đối với các cái tổ chức cá nhân là người nước ngoài mà phát sinh cái thu nhập ở Việt Nam thì cần phải có nghĩa vụ nộp cái thuế ở Việt Nam, thì người ta gọi đó là thuế nhà thầu. Thì cái vấn đề này tôi sẽ có một cái chuyên mục nói riêng ở cái thông tư 103 hướng dẫn về chi tiết liên quan đến thuế thuế nhà thầu nước ngoài. Thế còn cái đối tượng thứ hai đó là các cái tổ chức mà hạch toán được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì hay gọi là bị ấn định thuế đấy, thì được các cái đối tượng này sẽ thực hiện dựa trên cái tỷ lệ doanh thu mà cái tổ chức đấy ấn định trên cái tỷ lệ, lấy cái tỷ lệ này nhân với cái doanh thu. Thì đối với dịch vụ thì bao gồm cả về lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay, thì cái đối với dịch vụ cung cấp là lấy cái doanh thu nhân với 5% ra cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Riêng đối với các hoạt động về giáo dục, y tế hay biểu diễn nghệ thuật thì cái dịch vụ đó được tính 2%. Còn đối với hoạt động kinh doanh cung cấp hàng hóa thì lấy cái doanh thu đó nhân với cái tỷ lệ là 1%, còn đối với các hoạt động khác là 2%. Thế thì ở đây tôi cũng muốn lưu ý cho anh chị em ở trong doanh nghiệp là nếu như chúng ta không có được bảo vệ được tốt giữa ghi chép hệ thống sổ sách để xác định được doanh thu, xác định được chi phí, để chúng ta lấy doanh thu trừ chi phí theo cái phương pháp để tính, để từ đó chúng ta nhân với thuế suất, với cái thuế suất 20% để chúng ta thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp, thì chúng ta không làm được việc đó, cơ quan thuế sẽ ấn định áp dụng theo cái phương thức này, thì nó sẽ khá là rủi ro cho doanh nghiệp. Thì các bạn lưu ý giúp tôi. Và cái phương pháp để tính thuế thu nhập doanh nghiệp thì tôi cũng xin chia sẻ với anh chị em, đó là thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì sẽ bằng thu nhập tính thuế trừ đi cái phần trích lập cái quỹ khoa học công nghệ nhân với thuế suất. Thế thì cái quỹ khoa học công nghệ có hướng dẫn ở trong thông tư nha, các bạn lưu ý. Cái thứ hai đó là thu nhập để tính thuế thì sẽ bằng thu nhập chịu thuế trừ đi thu nhập được miễn thuế cộng với các cái khoản chuyển lỗ. Đấy. Các cái khoản lỗ được kết chuyển từ cái năm trước. Thu nhập mà chịu thuế thì lại bằng doanh thu trừ đi chi phí được trừ cộng với các khoản doanh thu khác. Vậy thì cái công thức này đã được hướng dẫn ở trong thông tư, tôi trích lục ra đây để phân tích cho anh chị em cùng thấy. Thì từ cái nội dung này thì chúng ta sẽ xác định ra được cái thuế thu nhập doanh nghiệp ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta cần phải nộp là cái gì. Khi mà chúng ta thực hiện hoạt động ở về thuế thu nhập doanh nghiệp
thì các cái doanh nghiệp mà trước khi mà chúng ta thực hiện cái nghĩa vụ thì chúng ta cũng cần phải tra cứu xem chúng ta có được quyền lợi ưu đãi gì về liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp hay không. Thì các bạn lưu ý đó là thuế thu nhập doanh nghiệp được ưu đãi hay không thì bạn cần phải đọc kỹ ở trong luật nghị định hướng dẫn. Ở đây nó có hai cái điểm mà thông thường được ưu đãi. Thứ nhất đó là ưu đãi đối với các cái địa bàn kinh tế khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn thì sẽ được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì chúng ta cần phải tra cứu xem là trên cái danh mục của các cái địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn để được ưu đãi. Cái thứ hai đó là một số các ngành nghề kinh doanh được khuyến khích hoạt động kinh doanh thì sẽ được ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì cái đoạn này chúng ta cũng cần phải xem rất rõ, tra cứu và các cái luật chi tiết của cái ngành nghề kinh doanh đó để chúng ta đủ được các cái điều kiện được thực hiện về vấn đề quan điểm ưu đãi, và chúng ta cần phải làm những cái việc quy định rất rõ ở trong luật. Và nếu như điều này chúng ta mà chưa thấy thực quy định rõ ở trong luật thì chúng ta có thể phải làm công văn để hỏi cho cái cơ quan quản lý trực tiếp của chúng ta để mà có hướng dẫn chi tiết để chúng ta được hưởng cái quyền lợi liên quan đến ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế và một cái điểm nữa đó là gì? Thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta cần phải lập lên cái tờ khai tính thuế, và cái thời điểm để chúng ta lập cái tờ khai thì trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc cái kỳ kê khai quyết toán của năm. Thế thì trong vòng 90 ngày để chúng ta cần phải lập lập cái tờ khai đó và chúng ta xác định ra số thuế để chúng ta phải nộp về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì còn cái căn cứ để khi mà chúng ta lập lên cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì nó dựa vào cái kết quả hoạt động kinh doanh, nó dựa vào doanh thu, nó dựa vào chi phí, nó dựa vào cái kỳ quyết toán, nó dựa vào thuế suất của doanh nghiệp. Thế rồi là nó dựa vào tất cả các cái thông tin để tham chiếu. Đấy. Thì để từ đó chúng ta mới lập lên được một cái tờ khai quyết toán về thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì tôi hệ thống những cái quy định về văn bản pháp luật hiện hành cũng như là những cái thông tin căn bản để chúng ta xác định ra được cái quyền lợi, cái nghĩa vụ liên quan đến cái thuế thu nhập doanh nghiệp ở trong cái doanh nghiệp của chúng ta. Thế thì cũng muốn điểm lại cho anh chị em đó là gì? Chúng ta đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta cần phải thực hiện ra làm sao? Thì thứ nhất cũng phải xin thưa với anh chị em là chúng ta bắt buộc phải dành thời gian để đọc và nghiên cứu về văn bản pháp luật hiện hành. Bởi vì đây nó mới là cái thứ quan trọng nhất đối với bất kỳ anh chị em nào trong ngành của chúng ta. Chúng ta cần phải đọc, chúng ta cần phải tham chiếu, chúng ta cần phải tạo thành một cái thói quen, chúng ta cần phải làm chủ được quy định của văn bản pháp luật hiện hành. Thế thì chúng tôi có gửi cho các anh chị em cái ebook văn bản pháp luật. Thì nó cái ebook này nó giúp cho anh chị em thực hiện được tốt hơn, nhanh hơn, dễ dàng hơn trong cái quá trình khi mà anh chị em cập nhật, đọc, nghiên cứu về quy định văn bản pháp luật hiện hành. Thế còn cái điều thứ hai đó là khi hệ thống đọc các cái văn bản thì nó có mấy cái điểm mà chúng ta cần tra cứu trước khi mà chúng ta làm quyết toán. Đó là thu nhập chịu thuế. Thứ hai đó là thu nhập được miễn thuế. Cái thứ ba đó là cái thời điểm để tính thuế. Cái thứ tư đó là gì? Cái thông tin căn bản để chúng ta tính thuế đó là doanh thu, chi phí được trừ và thuế suất của trong cái doanh nghiệp đó. Đấy, cái tiếp nữa đó là cái phương pháp mà tính thuế theo tỷ lệ. Thì nếu như doanh nghiệp không xác định được giữa 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 cái chi phí chi tiết mà bị ấn định thuế thì sẽ bị áp dụng theo cái tỷ lệ này. Thế và cái công thức để tính ra thuế thu nhập doanh nghiệp, và một điểm nữa đó là gì? Cái phần ưu đãi liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp đó là liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp. Thì mỗi một kế toán khi làm bất kỳ cho một cái doanh nghiệp nào tiếp cận khảo sát thông tin xong thì cũng cần phải xem doanh nghiệp đó có được ưu đãi không. Tránh trường hợp doanh nghiệp được ưu đãi mà chúng ta không làm thì nó sẽ mất đi cái quyền lợi rất lớn của doanh nghiệp. Thế và cái điểm cuối cùng đó là chúng ta cần phải lập lên một cái tờ khai, thời hạn để chúng ta cần lập và chúng ta nộp cái tờ khai đó. Thì đấy là tôi xin điểm lại những cái điểm mà liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Để sau đây thì tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em về cái cách làm thế nào đó để chúng ta đọc, chúng ta phân tích ra được cái số liệu ở trên một cái tờ khai quyết toán để mà từ đó chúng ta làm chủ cái số liệu chúng ta giải trình liên quan đến quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thì ở đây hôm trước nói về thuế giá trị gia tăng tôi cũng đã chia sẻ với anh chị em rồi, thì tôi có thể điểm lại. Thì đây là một cái bảng tổng hợp số liệu phân tích để giúp cho kế toán làm thế nào làm chủ được cái số liệu của mình để mà giải trình vấn đề liên quan đến quyết toán thuế của doanh nghiệp. Thì cái thứ nhất đó là gì? Cái thông tin căn bản về doanh nghiệp.
Thế thì hôm trước tôi cũng đã giải thích anh chị em rồi, các bạn có thể tra cứu xem lại cái video lần trước. Thế thì ở đây các bạn lưu ý, đó là cái thông tin đầu tiên chúng ta cần phải lấy được các thông tin căn bản của doanh nghiệp như giấy phép kinh doanh, chứng nhận đầu tư, rồi là quyền sở hữu đất hoặc thuê nhà, rồi là cái kỳ mà đã được thanh tra kiểm tra gần nhất. Đó là những cái thông tin căn bản thuộc về doanh nghiệp, thông tin pháp lý và thông tin căn bản về doanh nghiệp. Cái thứ hai đó là các bạn lưu ý giúp tôi là ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Thì khi mà chúng ta khảo sát, chúng ta phân tích ngành nghề và quy trình hoạt động để sản xuất, cung cấp cái sản phẩm dịch vụ đó, để từ đó, ví dụ như đối với cái hồ sơ tôi đang phân tích cho bạn, đó là lĩnh vực kinh doanh về khách sạn. Đấy. Thế thì chúng ta mới hình dung được là đối với ngành nghề kinh doanh này, cái sản phẩm dịch vụ họ cung cấp là gì, để từ đó chúng ta có phản xạ, chúng ta phân tích từ hệ thống sổ sách, số liệu, các con số cũng như hệ thống chứng từ, biết được là gì, các cái chi phí nó có hợp lý đối với cái ngành nghề hoạt động kinh doanh này hay không. Đấy thì cái thứ hai là ngành nghề hoạt động kinh doanh. Cái thứ ba đó là liên quan đến các cái sắc thuế của doanh nghiệp. Thì ở đây có điểm đối với doanh nghiệp thuế giá trị gia tăng, sau đó thì đến thuế thu nhập doanh nghiệp và các cái sắc thuế tiếp theo. Đấy thì đối với cái doanh nghiệp này, tôi cũng xin chia sẻ với bạn đó là gì? Là một cái doanh nghiệp kinh doanh ở trên biển đảo ở Phú Quốc, cho nên là gì? Nó nằm ở cái vùng đặc biệt khó khăn, nó được miễn 4 năm liền về thuế thu nhập doanh nghiệp, 9 năm tiếp theo giảm 50% và 15 năm thì được hưởng cái thuế suất ưu đãi. Tiếp theo nữa đó là các cái sắc thuế về thu nhập cá nhân, tiêu thụ đặc biệt, thuế nhà thầu, vân vân. Thì từ đó chúng ta hình dung được là cái kỳ mà chúng ta cần phải giải trình quyết toán nó gồm có những cái loại thuế gì, và từ đó chúng ta làm chủ được tất cả các cái công việc, các cái văn bản mà chúng ta cần tra cứu cũng như là cái số liệu mà chúng ta cần phải tổng hợp ở trong doanh nghiệp đó. Tiếp nữa đó là các cái thông tin liên quan đến tài khoản của ngân hàng, chế độ kế toán bạn áp dụng. Thế và một điểm vô cùng quan trọng nữa đó chính là toàn bộ hệ thống tờ khai báo cáo thuế gồm có những các cái tờ khai báo cáo nào, xem là kế toán có bị sót cái nào không, có bị sai cái gì không, có cần phải điều chỉnh cái gì không, phát hiện ra sai sót thì chúng ta cần làm điều chỉnh. Thế rồi là cuối cùng là cũng cần phải cung cấp hệ thống sổ kế toán, sau đó cuối cùng là hệ thống chứng từ, để sao cho trên toàn bộ các bảng thông tin tổng hợp của doanh nghiệp này sẽ đủ cho chúng ta các cái số liệu, để từ đó chúng ta sẵn sàng cho một cái cuộc thanh tra giải trình quyết toán thuế. Những cái con số biết nói và người làm các công tác kế toán này hoàn toàn chủ động để giải trình trước bất kỳ một cơ quan nào, chủ đầu tư hay là cơ quan quản lý nhà nước, vân vân, tất cả các cái thông tin đó để giúp ích cho cái nhân sự làm chủ được cái công tác liên quan đến tài chính kế toán. Thế còn hôm trước tôi có nói về giá trị gia tăng thì có cái bảng tổng hợp về thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư, để từ đó xác định ra được là gì, thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư được hoàn. Thế rồi là thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh, để từ đây chúng ta thực hiện cái công việc liên quan đến quyết toán thuế giá trị gia tăng. Thế rồi là cái báo cáo sử dụng về hóa đơn, thì để từ đây chúng ta cũng biết được là gì, cái thông tin liên quan đến cái việc quyết toán thuế giá trị gia tăng về tình hình sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp. Thế và nội dung chính của cái phần hôm nay tôi muốn chia sẻ với anh chị em phân tích về vấn đề liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế thì căn cứ vào cái thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta căn cứ vào cái tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của tất cả các năm. Thế và căn cứ vào cái phụ lục về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để chúng ta tập hợp lên số liệu. Mà nhờ cái số liệu đó thì chúng ta mới cần phải phân tích xem các cái số liệu mà chúng ta tổng hợp lên đây, xem là cái số liệu mà chúng ta giải trình ấy, từ cái số liệu mà chúng ta phân tích xem có vấn đề gì không. Thì cái việc thứ nhất đó là gì? Ví dụ như là các cái doanh nghiệp mà quyết toán trong vòng 5 năm thì các bạn hãy căn cứ vào tờ khai quyết toán của từng năm để mà chúng ta tổng hợp lên các cái số liệu này. Tổng hợp lên đây để nhằm mục đích là để chúng ta phân tích về các cái số liệu. Thế thì đối với doanh nghiệp này nó chỉ bắt đầu hoạt động có doanh thu từ 2018-2019 thì chúng ta chỉ cần tổng hợp 2 năm 18-19. Thế thì ở đây có cái doanh thu, doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ mà tổng hợp ở trên phụ lục của tờ khai quyết toán, 40.583.171.358 đồng. Thế thì ở đây nó có một cái điểm bất thường đây, bạn sẽ nhìn thấy đây. Ở trong các cái doanh nghiệp của các bạn thì đây là cái doanh thu mà nó thể hiện ở trên cái tờ khai về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thế còn ở đây nó sẽ có một cái điểm nữa, đó là doanh thu mà trên tờ khai giá trị gia tăng. Thế
Thế thì từ đây nó sẽ xảy ra cái việc là à, đối với doanh nghiệp này năm 2018 tự nhiên không hiểu sai ở đâu lệch mất 2 tỷ đồng. Vậy thì chúng ta cần phải đi tìm nguyên nhân tại sao nó để bị lệch mất 2 tỷ đồng nằm ở cái chỗ này. Thì cái các bạn kế toán cũng cần phải xác định xem là nó sai chỗ nào để chúng ta cần phải đi giải trình. Thế còn năm 2019 lệch mất 10 đồng thì đó là gì? Sai số về số học, con số làm tròn, không có vấn đề gì cả. Tiếp theo nữa đó là doanh thu hoạt động tài chính. Thì doanh nghiệp có một phần về doanh thu hoạt động tài chính thì chúng ta cập nhật vào đây thôi. Đến cái mục tiếp theo rất quan trọng đó là chúng ta tổng hợp về giá vốn. Thì từ đây chúng ta sẽ có cái giá vốn. Đối với cái giá vốn này nó sẽ phân tích luôn cái tỷ lệ. Đấy, cái tỷ lệ phần trăm giữa giá vốn này trên cái doanh thu. Xem là chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm. Để từ đó cái khả năng phân tích để giải trình cái con số này làm thế nào để chúng ta thấy xem là cái tỷ lệ này nó có hợp lý hay không. Tôi nhận được khá nhiều câu hỏi từ các cái bạn liên quan đến kế toán hỏi: anh ơi, giá vốn của em trên cái tỷ lệ doanh thu như thế này đã hợp lý chưa? Thì không có một cái tỷ lệ nào cố định hợp lý cả. Cái điều đó là nó phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh, phụ thuộc vào cái cách hạch toán của bạn, và phụ thuộc vào xem là ở trong cái doanh nghiệp của bạn như vậy, so với cái định mức, so với cái phương án kinh doanh ban đầu ấy, cái thông tin của kỹ thuật đưa ra, thì chúng ta mới thấy xem là cái điều đó nó đã có hợp lý hay chưa. Đấy, thế thì cái thứ nhất là chúng ta cần phải phân tích rằng cái tỷ lệ giữa cái giá vốn mà trên doanh thu là chiếm tỷ lệ khoảng bao nhiêu phần trăm. Tiếp nữa đó là chi phí bán hàng, thì chúng ta cũng cần phải phân tích cái tỷ lệ của cái phần giữa cái chi phí bán hàng trên tổng doanh thu chiếm bao nhiêu phần trăm. Và tiếp theo sau nữa đó là chi phí quản lý. Chi phí quản lý thì chiếm tiếp tục là bao nhiêu phần trăm. Để từ đó chúng ta muốn biết được là vậy các khoản chi phí như vậy thì có cái khoản mục nào nó cao lên một cách bất thường không? Mà khi nó cao lên một cách bất thường ấy, thì chúng ta cần phải soi xem lại cái hệ thống sổ sách để chứng minh cái điều đó, xem đó là khoản chi gì. Mà từ hệ thống sổ sách mà chúng ta soi tiếp xuống chứng từ xem là cụ thể cái khoản chi đấy là cái gì. Và sau đó thì mới thấy là các cái khoản chi đấy nó có phải là chi phí hợp lý không. Cái khái niệm chi phí hợp lý hay không đó là khái niệm trong kế toán, chúng ta phải soi lại. Thế và tiếp theo nữa là chúng ta phải xem theo cái khoản chi phí đấy có phải là chi phí được trừ hay không. Đó là quy định ở trong thuế thu nhập doanh nghiệp. Đấy. Thế thì tiếp theo sau nữa đó là chi phí về lãi vay. Đấy, ví dụ như doanh nghiệp này lãi vay một năm 14 tỷ 274 triệu. Đấy. Chiếm tỷ trọng như năm 2019 là 19%. Đấy. Gần 20% là nằm trong chi phí lãi vay. Vậy doanh nghiệp đang bị lỗ, mới đi vào hoạt động lỗ là bình thường, nhưng mà cái tỷ lệ lỗ nó có ok không, nó có thực sự hợp lý không, đến bao giờ thì là điểm hòa vốn. Thì cái câu chuyện là cái nhân sự khi làm về kế toán, khi đọc cái phân tích về cái báo cáo như thế này, thì đây là một cái doanh nghiệp, tôi cũng phân tích đây là một cái doanh nghiệp vừa đi vào hoạt động chưa được 2 năm, thì cái báo cáo như thế này đang lỗ là khá bình thường. Thế tuy nhiên rằng cái tỷ lệ lỗ này đang hơi lớn, cho nên là gì, kế toán cần phải xem lại xem là gì, vậy maximum doanh thu đẩy của doanh nghiệp này lên là bao nhiêu để mang lại cái doanh nghiệp này là đạt được đến điểm hòa vốn. Nguyên nhân nào để mang đến cái doanh nghiệp này bị lỗ? Tôi lấy ví dụ đang lỗ đến khoảng 34 triệu. Vậy thì doanh nghiệp này đang có doanh thu 74 triệu mà nếu cộng thêm 34 triệu nữa thì doanh nghiệp này nó cần phải liên quan đến khoảng độ 170 cộng 30 là 100 108 triệu. Khoảng 108 tỷ. Thì doanh nghiệp này mới đảm bảo được đến cái điểm hòa vốn. Vậy chúng ta cũng cần phải phân tích cả công suất của doanh nghiệp nữa, để từ đó chúng ta rà lại tất cả các vấn đề để xem là vậy phương án kinh doanh của chúng ta so với cái, đây là cái báo cáo hoạt động kinh doanh của chúng ta, so với cái phương án kinh doanh của chúng ta, so với các cái định mức, cái công suất, thì để từ đó xem biết là bao giờ là doanh nghiệp đạt được điểm hòa vốn. Thông qua các cái vấn đề này, phân tích theo các cái chỉ tiêu này, thì nếu như đối với doanh nghiệp này và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, nếu như góc nhìn về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì đây không có rủi ro. Có hai lý do. Thứ nhất đó là gì, doanh nghiệp này đang được miễn thuế trong cái thời gian này, miễn thuế 4 năm tôi vừa chia sẻ. Cái thứ hai đó là doanh nghiệp này đang bị lỗ, mà lỗ khá nhiều. Nhưng còn nếu như nhìn ở góc độ tài chính thì doanh nghiệp này đang lỗ khá nhiều thì cần phải xem xét lại.
xem là gì, cộng với cái phương án ban đầu, cộng với cái định hướng hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp bao giờ sẽ đạt được có lãi. Thế còn khi mà anh chị em thực hiện về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì có mấy cái điểm mà tôi cần lưu ý như sau. Thứ nhất là chúng ta cần phải kiểm tra chi tiết doanh thu ở trên cái tài khoản 511, 511, 515, 711 và chi phí đối chiếu với các cái tờ khai trên giá trị gia tăng như trên tôi đã chia sẻ, đó là nó bị lệch 2 tỷ thì phải xác định xem nguyên nhân là cái gì. Thế và phân tích xem là cái sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, cái ngành nghề hoạt động kinh doanh và có mấy cái tài khoản liên quan mà các bạn lưu ý, đó là tài khoản 131. Nếu như 131 của chúng ta mà dư có thì khi mà tham gia quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, đây là một cái điểm trọng yếu các bạn cần lưu ý. Dư có nghĩa là sao? Bởi vì khi mà chúng ta nhận được tiền của khách hàng là chúng ta ghi nợ cho 111, 112 và có tài khoản 131. Vậy thì khi chúng ta nhận được rồi, nhận được tiền của khách hàng rồi mà chúng ta chưa xuất hóa đơn, thế cho nên nó mới dư có tài khoản 131. Vậy nếu như mà quy định trên hợp đồng đây là chỉ là một khoản tiền ứng trước thôi thì chúng ta có thể sẵn sàng cho vấn đề giải trình. Thế còn nếu như mà chúng ta bán hàng rồi, chúng ta thu tiền rồi nhưng chúng ta không xuất hóa đơn thì đây chính là một khoản bỏ ngoài doanh thu. Các bạn lưu ý giúp cho tôi phần này. Cái điểm thứ hai mà chúng ta cần phân tích đó chính là cái hàng tồn kho của chúng ta gồm có 152, 155, 156. Nếu như các lượng hàng tồn kho nó quá nhiều thì cũng có rất có nguy cơ đó là chúng ta mua hàng về chúng ta bán rồi, chúng ta thu được tiền rồi mà chúng ta vẫn không xuất hàng ra. Cho nên là gì, có một số những cái tài khoản liên quan mà trong cái kinh nghiệm trải nghiệm thực tế thì các bạn cũng cần lưu ý. Đó tôi xin chia sẻ góc nhìn. Tất nhiên rằng là gì, bạn có thể hàng tồn kho cao nhưng mà tồn kho thật thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu như đó là những cái tồn kho không thật thì chúng ta cũng cần phải sẵn sàng cho những cái vấn đề xử lý các cái số liệu đó cho hợp lý. Cái điểm thứ hai đó là kiểm tra về chi phí thì chúng ta có kiểm tra về giá vốn. Tài khoản 632, tài khoản 154 và các cái tài khoản liên quan để mà chúng ta xem cái giá vốn và cái tỷ lệ giá vốn trên cái doanh thu của chúng ta nó đã hợp lý chưa. Cái tiếp theo nữa là chi phí bán hàng và chi phí quản lý, đó chính là tài khoản 642, 641. Chúng ta cũng cần kiểm tra chi tiết xem các cái chi phí đầu vào, các cái hóa đơn liên quan có rủi ro trong vấn đề gì trong cái việc mà chúng ta giải trình quyết toán không. Cái tiếp theo đó là chi phí về lãi vay. Thì khi chi phí lãi vay thì chúng ta cũng cần lưu ý đó là chúng ta đã góp đủ vốn chưa, đảm bảo được các cái vấn đề đó để chi phí lãi vay được tính vào chi phí được trừ không. Thế và một số những cái điểm mà chúng ta lưu ý liên quan đến chi phí được trừ và chi phí không được trừ thì thứ nhất đó là hóa đơn của các cái doanh nghiệp bỏ trốn. Các cái chi phí mà không phục vụ hoạt động mục đích kinh doanh của doanh nghiệp thì sẽ bị loại ra. Đấy thì đấy là quy định ở trong hướng dẫn, trong thông tư 78 hướng dẫn về cái việc là chi phí được trừ và chi phí không được trừ. Thì các bạn cũng lưu ý cho tôi, giúp cho một số những vấn đề là: một là hóa đơn không phục vụ mục đích kinh doanh, hai là hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, ba đó là chi phí nguyên vật liệu ngoài cái định mức, bốn là khấu hao không đúng quy định, năm đó là tiền lương, sáu đó là các cái chứng từ không hợp lệ, bảy đó là chi phí lãi vay. Nếu như mà chi phí lãi vay mà nó không đủ cái điều kiện về vấn đề liên quan đến chi phí được trừ, rồi các cái khoản trích lập dự phòng đấy, thì vân vân, có một số các cái khoản chi phí mà thường hay bị xuất toán. Khi các bạn làm ở trong doanh nghiệp, các bạn là người làm kế toán thì các bạn sẽ biết ngay là đoạn nào là các cái chi phí rủi ro, thì các bạn hãy xem trước, chuẩn bị các cái vấn đề, các cái phương án để mà chúng ta giải trình được cái vấn đề này một cách tốt nhất. Thế còn cái thuế suất của doanh nghiệp thì hiện tại bây giờ thì chúng ta áp dụng cái mức thuế suất thông thường đó là 20%, kể từ ngày 1/1/2016 thì tất cả các doanh nghiệp sẽ áp dụng vào cái thuế suất này, đó là thuế suất thông thường. Vậy thì khi chúng ta thực hiện về cái công tác giải trình quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta cũng cần lưu ý là từ cái việc mà chúng ta lập lên được cái quyết toán rồi chúng ta sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ giải trình thì chúng ta cần có những cái thông tin như vậy. Ngoài ra tôi cũng có thống kê sẵn một số những cái điểm để các bạn lưu ý như sau, như ban nãy tôi đã phân tích rồi, đó là gì, ấn định cái thuế theo cái tỷ lệ doanh thu thì còn có 5% đối với dịch vụ, 2% đối với các cái dịch vụ về giáo dục, y tế hoặc biểu diễn nghệ thuật, 1% đối với kinh doanh hàng hóa, 2% đối với ngành hàng khác. Thì đấy là cái vấn đề, đó là nếu doanh nghiệp không thực hiện tốt đúng đủ được hệ thống sổ sách về xác định được các cái khoản chi phí. Thế còn cái khoản thu nhập được miễn thuế thì ban nãy tôi cũng có nói rồi, thì các bạn cũng có thể khi mà thực hiện quyết toán thì tôi đã thống kê sẵn ở đây để mà các bạn tra cứu xem là cái sản phẩm, cái ngành hàng của chúng ta có được đối tượng miễn thuế không. Cái điểm nữa đó là thời điểm
tính thuế thì ban nãy tôi có nói rồi, thì thống kê sẵn để cho các bạn thấy. Thế cái điểm cuối cùng đó là chi phí được trừ và không được trừ. Đấy, thì ở đây có chi phí được trừ và không được trừ, đó là chính là cái nội dung mà thường nan giải và khó nhất. Thì tôi cũng thống kê có 37 cái điều, có 37 cái mục liên quan đến chi phí được trừ và không được trừ này. Thì khi đó chúng ta có những cái đoạn nào ở trong doanh nghiệp của chúng ta mà kế toán các bạn tính đến cái phần đó mà thấy gợn lên thì các bạn có thể tra cứu ở đây trước. Mà khi mà tra cứu ở đây mà bạn cần phải tra cứu sâu hơn để xác định được chi tiết thì các bạn từ đó bạn tham chiếu ngược lại. Tại vì ở đây tôi trích lục là ở cái điều nào. Đây, ví dụ như ở này là nó nằm trong cái điều 6 thông tư 78 năm 2014 và điều 4 thông tư 96 của năm 2015 sửa đổi bổ sung. Nó quy định rất rõ chi tiết về vấn đề các khoản chi phí được trừ và không được trừ ở trong doanh nghiệp. Và khi cần thì các bạn có thể vào tham chiếu rất rõ ở trong quy định thông tư đó. Bạn vào hẳn trong cái thông tư này, bạn đọc văn bản gốc. Thế còn ở ngoài file Excel này tôi chỉ có thống kê lại, xếp sắp để cho chúng ta dễ tra cứu hơn thôi. Đấy, thì từ đó chúng ta hoàn toàn làm chủ được các cái vấn đề này. Thế và các cái vấn đề liên quan đến ưu đãi cũng tương tự như vậy. Thế thì đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tôi cũng xin điểm lại về vấn đề liên quan đến phân tích số liệu. Tại sao chúng ta cần phải phân tích cái số liệu này? Thì các bạn phải lưu ý đó là từ doanh thu. Cái độ lớn của doanh thu này rất quan trọng. Có rất là nhiều các bạn hỏi tôi rằng là gì? Cái nghiệp vụ A, nghiệp vụ B thì cái độ lớn, cái giá trị của từng cái nghiệp vụ mà các bạn định hỏi thì nó mới xác định xem là nó rủi ro đến đâu. Thế cho nên là gì? Khi các bạn lưu ý giúp cho tôi ở đây có hai điểm. Là gì? Chúng ta cần phải thống kê từ các cái tờ khai quyết toán, chúng ta thống kê đây để chúng ta biết được con số. Thế còn cái cách thức để mà chúng ta giải trình về quyết toán thuế thì như sau này. Từ tất cả nguyên tắc của khi người làm kế toán là gì? Từ chứng từ nhập liệu vào phần mềm để ra hệ thống sổ sách, xong lên báo cáo tài chính và quyết toán thuế để của từng năm một. Thế sau đó thì từ tất cả các cái số liệu tổng hợp đó thì tôi mới sinh ra một cái bảng này để giúp cho chúng ta phân tích. Thì bạn tổng hợp cho tôi vào cái bảng này để tôi phân tích ra được cái số liệu này. Thì cái bảng này nó nhằm một cái ý nghĩa, đó là từ đây xác định ra được các cái số liệu và phân tích. Từ cái phân tích này thì khi mà người kiểm tra thì người ta sẽ lấy từ số tổng hợp này, người ta sẽ xác định xem là trọng yếu rơi vào đâu. Thì từ trọng yếu rơi vào đâu thì cơ quan thanh tra kiểm tra người ta sẽ xoáy vào, người ta sẽ kiểm tra ở cái mục mà người ta phân tích, thấy được cái vấn đề nó nổi cộm sẽ có nằm tiềm ẩn rủi ro. Thì từ đó chúng ta hãy thực hiện làm như vậy để chúng ta chuẩn bị các cái tài liệu hồ sơ để chúng ta sẵn sàng cho một kỳ về vấn đề thanh tra kiểm tra giải trình quyết toán. Thì chúc cho anh chị em nắm rõ được các quy định của văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như là những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm mà tôi có chia sẻ cho các bạn để các bạn thấy được là cái phương pháp tại làm sao mà chúng ta cần phải chuẩn bị những cái vấn đề đó để chúng ta thực hiện về quyết toán thuế thu nhập một cách tốt nhất. Thế và tôi sẽ tiếp tục có một cái chuyên đề đó là đọc phân tích báo cáo tài chính và quyết toán để từng các cái ngành hàng một, từng các cái lĩnh vực kinh doanh một, để từ đó các bạn có các cái con số nó sát hơn vào cái lĩnh vực kinh doanh của mình, để từ đó các bạn rõ hơn được cái việc các bạn cần phải chuẩn bị là gì. Vâng, tôi xin kết thúc cái phần này ở đây. Rất là cảm ơn anh chị em đã lắng nghe và rất là mong được sự ủng hộ từ phía anh chị. Hãy bấm vào like, share và comment cái kênh của chúng tôi một lần nữa. Xin chân thành cảm ơn. Hẹn gặp lại video tiếp theo.